Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Tường Vi kính mời quý vị theo dõi sinh hoạt một ngày đi bắt cua tại Port Charlotte với anh Tâm Murray do Võ Thành Nhân và Destiny thực hiện. Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân và hôm nay chúng tôi và Destiny đang có mặt tại một cái cảng gọi là Port Charlotte. Nơi này thì chúng tôi có người bạn của chúng tôi là trước kia sống ở Virginia là anh Tom Murray. Anh Tom Murray dọn nhà xuống đây sống được 2 năm. Đúng ra thì ngày hôm nay phải nói là 2 năm 3 ngày anh Tom dọn xuống đây. Khi anh Tom dọn xuống đây thì anh có một cái nghề nó gọi là nghề đi bẫy cua. Nghề đi bẫy cua ở tại Florida hiện nay đó thì rất là khó khăn chứ không phải dễ. Lý do là khi mà chúng ta muốn đi bẫy cua thì chúng ta phải có license. Mà muốn có license như vậy thì chúng ta phải bây giờ chỉ có sang lại thôi. Chứ muốn mua nữa cũng không có. Tại vì có muốn xin thêm thì tiểu bang cũng không cho. Lý do là cái nghề này hiện nay con số license đã lên tới cái mức tối đa người ta không cho cung cấp nữa. Cho nên anh Tâm may mắn có được một cái người quen, một người cũng là gốc là người Hoa Kỳ nhưng mà họ rất là thích anh Tâm. Lý do là anh Tâm là một người con lai nhưng mà có cái tư cách, có cái cách sống được cái người Hoa Kỳ đó mến phục nên đã nhường lại cái license đó với một cái giá rất là đặc biệt để cho anh Tâm có thể sống bằng cái nghề câu cua, tức là đi bắt cua đó. Thì khi mà hồi đầu năm nay thì chúng tôi có xuống thăm anh Tâm thì được biết rằng là cuộc sống tương đối ổn định. Và hiện nay thì Tâm có khoe rằng em sống được cái nghề đó rồi là đi bắt cua nhưng mà cũng đi bẻ càng của con Stone Rap. Thì quý vị cũng biết là cái con Stone Rap họ có hai cái càng mà chúng ta thấy hai cái càng rất là to. Cái con cua đá này thì mỗi lần bắt thì từ khoảng chừng tháng Giêng cho tới tháng 5 gì đó thì chúng ta được quyền bắt nó nhưng mà sau đó thì không được. Do đó nên ngoài cái chuyện bắt con càng cua Stone Rap thì anh Tâm còn phải làm thêm cái nghề là bắt con Blue Rap giống như con cua xanh ở tại Maryland với lại ở Virginia vậy đó. Thì với cái license mà anh Tâm đang có thì anh Tâm có quyền có 600 cái bẫy cua. Và khi mà có 600 cái bẫy cua như vậy thì anh ta đặt những cái bẫy cua như vậy ở dưới những cái dòng sông hoặc là ở bên trong hoặc là bên ngoài biển tùy theo cái mùa. Nhất là mùa đông á, thì anh ta đặt ở ngoài biển, còn mùa hè thì anh Tâm đặt ở bên trong, ở những cái con sông ở bên trong này, tức là nước lợ nhiều hơn. Và cái khi mà bắt con cua lên á, vớt con cua lên á, thì nó có những cái phao mà phải có cái con số của cái license của mình được phép để mà bắt cua. Thì cái đó mới là gọi là hợp pháp là của mình. Và khi bắt lên á, con cua nó cũng phải có một cái bề ngang từ hai cái đỉnh nhọn ở trên cái càng cua đó. Thì nó phải là trên 6 inch là cua hạng nhất. Nhưng mà từ 5 tới 6 inch là cua hạng nhì. Nhưng mà dưới đó thì không được bắt. Và đặc biệt con cua mà chưa một lần sanh sản đó, mà cua cái đó cũng không được bắt. Còn con Stone Rap là cũng mùa này là dứt khoát là không được bắt Stone Rap rồi. Mặc dù người ta cho phép mình bẻ một cái càng cua từ tháng 1 đến tháng 5. Nhưng mà mùa này là khi thấy con Stone Rap như vậy là phải bỏ xuống. Bên cạnh những cái con cua mà đi vào những cái bẫy mà bắt cua đó thì chúng ta còn thấy có những con cá da trơn. Cá đó chúng tôi được biết là nó cũng giống như họ một họ với cá fish ở Việt Nam gọi là cá ba sa. Có nhiều người ở quê chúng ta còn gọi là cá bông lau. Cá này ăn rất là ngon tại vì nếu mà cá nước lợ thì con cá nó sạch mà nó không có mùi. Thì khi mà chúng tôi đi một từ sáng sớm khi mà sửa soạn chiếc tàu hoặc là từ ngày hôm trước hôm đó thì anh Tâm anh phải đi mua mấy con mồi. Mồi cua thì thường thường chúng ta đi câu cua ở Maryland, ở Virginia hoặc là các tiểu bang khác chúng ta thường hay dùng cổ gà, dùng xương gà để mà chúng ta đi câu cua. Nhưng mà anh Tâm thì anh cho biết rằng là cái mồi của anh mua là mồi những con cá. Trong đó có những con cá catfish, cũng có những con cá trích. Mua một thùng như vậy khoảng 50 đồng. Và khi mà đổ cua ra thì nhét cái mồi cá vô trở lại ở giữa trở lại. Thì đó là cái cách, cái kỹ thuật của cái người mà đi bắt cua là có những sự chuẩn bị như vậy. Khi anh em chúng tôi đến là vào ngày Chủ nhật thì anh Tâm có nói rằng là mùa cua năm nay nó sẽ bắt đầu từ ngày thứ hai nhưng mà mới cho bắt. Và chúng em đã chuẩn bị sẵn những cái cua, những cái bẫy cua để cho khi anh Nhân với lại Destiny xuống đó, thì có thể ngày sáng sớm thứ hai mình đi bắt, đó là cái ngày hôm nay. Mà chương trình mà quý vị đang xem là chúng tôi mới thâu tức thì hồi sáng này và chúng ta có để mà chúng ta thấy được cái một cái người Việt Nam làm một cái nghề
nó cũng đơn giản thôi, nhưng mà có khi một cái thùng cua như vậy đó, mà cua số 1 đó nó nặng khoảng 100 pound đó thì bán được 150 đô la. Nhưng mà khi mà đi bán lẻ đó thì một dozen như vậy đó cũng phải 15 đồng. Do đó nên anh Tâm còn có cái nghề nữa là khi bà con ở trong vùng hoặc là những người Việt Nam, những cái quán Việt Nam hay những quán của người Á Châu mà đặt cua của anh Tâm đó, thì anh Tâm chịu khó ship hoặc là người đó họ tới để họ pick up ở tại nhà của anh Tâm. Thì quý vị cũng biết rằng đó là người dân Việt Nam mình thì đi tới đâu mà thiếu mà sống được đó, thì cũng có những người Việt Nam khác tới để mà sống. Thì hiện nay thì chúng tôi được biết rằng anh Tâm là một trong những anh em thuộc gia đình con lai, mà một trong những người cũng có công để mà giúp cho các anh em con lai dùng cái phương pháp DNA mà người Mỹ họ có đó để mà truy lùng ông cha của mình, hoặc là truy lùng những dòng người trong dòng họ của mình mà chẳng may sau chiến tranh không có tìm được. Do đó nên khi mà anh Tâm đến đây sinh sống thì chúng tôi ngày hôm qua chúng tôi cũng được biết thêm là có một anh em nữa cũng gia đình con lai là anh Phạm Được, cũng đã dọn đến đây sống được 1-2 tuần. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng quen biết được một số những người Việt Nam ở trong vùng. Tại vì khi mà có một người Việt Nam mà làm ăn thì những người Việt Nam khác cũng đến, thì giống như chúng tôi nói vậy đó. Do đó nên chúng tôi hy vọng là trong cộng đồng Việt Nam trong tương lai ở tại cái vùng mà Port Charlotte sẽ là một cái cộng đồng của người Việt vững mạnh. Và hơn nữa thì anh Phạm Được mới từ Salt Lake ở thành phố ở tiểu bang Utah về, thì là một những người phó chủ tịch nội vụ của cộng đồng người Việt trên đó. Do đó nên chúng tôi nghĩ rằng có thể là năm tới khi mà chúng tôi trở lại thành phố này thì nơi đây đã có một cộng đồng và có thể là có được một hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa. Và chương trình ngày hôm nay chúng tôi thực hiện là do chúng tôi và Destiny cộng thêm là anh Tiến với lại Bích Thủy, hy vọng chúng tôi gửi lại quý vị những cái hình ảnh và những cái thước phim như vậy sẽ giúp cho chúng ta có một cái ngày mùa hè mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta muốn đi nghỉ hè. Thì tôi nghĩ là Florida là một trong những địa điểm mà chúng ta, một tiểu bang mà chúng ta sẽ thích, và Charlotte có thể là một nơi mà quý vị có thể ghé qua. Và trước khi từ giã anh Tâm thì chúng tôi cũng được một thùng cua để mà mang về cái vườn trái cây ông chính. Và chương trình của chúng tôi đến đây thì chúng tôi xin được kính chào quý vị, và hy vọng chúng tôi sẽ có những cái thứ phim khác khi mà chúng tôi đến thăm vườn trái cây ông chính với lại Destiny. Võ Thanh Nhân xin được kính chào. Goodbye Tom, goodbye, have a good day Jay. Thank you. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sbtn.tv. Tường Vi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.